Có hồi âm chưa? Vẫn chưa có thưa ngài. Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh cho thị vệ phải bảo vệ hoàng tử cho cẩn thận thưa ngài. Chỉ huy chiến sự. Dạ, ngươi hãy đến đó tặng quà cho hoàng tử đi. Tới bây giờ, dù ta chính là hoàng hậu, ta vẫn chưa thể sinh được hoàng tử, cho nên thời gian qua hoàng thượng rất thất vọng với ta. Nhưng mà ta rất tự hào về điều quý phi đã làm cho chúng ta. Thần thiếp xin cảm tạ người thưa nương nương. Mà nè, ngươi nghe tin gì chưa? Trong buổi lễ đặt tên cho hoàng tử, chính hoàng thượng sẽ thực hiện việc viết tên cho hoàng tử, sử dụng mực được làm từ máu của hổ. Ta đã yêu cầu người hầu chuẩn bị cho buổi lễ này với sự tỉnh táo và cẩn thận cao nhất. Chúng ta không muốn rắc rối này xảy ra trong buổi quan trọng đầu đời với hoàng nhi quý giá này. Sun, cái tên đó nói lên rằng con sẽ đem lại sự an ủi cho mọi người dân. Cái tên này còn có ý nghĩa là con sẽ đem lại niềm hy vọng thắp sáng cho quốc gia tối tăm này. Giống như tên của con phải trở thành vị vua vĩ đại và thắp sáng cho Chosun này. Ngự y, mau xem đi. Chuyện này không phải là chuyện nghiêm trọng đúng không? Bệnh này không phải là bệnh đậu mùa, mà cũng không phải là bệnh sởi nữa. Thứ lỗi cho thần khi sắp mang tới tin tức không tốt cho người. Thật là không may mắn, hoàng tử không trúng bệnh, mà hoàng tử đã bị đầu độc thưa nương nương. Người nói đầu độc. Thần mong nương nương tha tội cho. Hoàng nhi của ta thật sự đã bị đầu độc rồi sao? Tại sao ngươi không trả lời ta đi? Không lẽ ngươi không phải là chuyên gia về độc dược của nước Chosun này sao? Dựa trên màu sắc đỏ trên da của hoàng tử, thần tin rằng hoàng tử chắc chắn đã bị trúng độc rồi. Cần phải có thuốc giải độc ngay lập tức. Gọi thái y tới hỗ trợ ngay đi. Kính thưa nương nương, chúng thần không thể làm gì được. Cần phải có một liều thuốc giải độc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có những kẻ sử dụng độc mới sở hữu được chúng. Nếu như không có thuốc giải sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy thì hoàng tử sẽ không qua khỏi. Không thể như vậy thưa điện hạ. Không thể để chuyện đó xảy ra. Người phải cứu lấy con trai của mình thưa điện hạ. Thần thiếp xin điện hạ hãy cứu lấy hoàng tử. Xin hãy cứu lấy con trai của chúng ta. Hạ thần xin kính chào hoàng thượng. Sao người dám đe dọa ta bằng đứa con trai đầu lòng của ta chứ? Thần đe dọa người sao? Lui ra. Ngươi muốn nguồn nước hay sao? Hỏi Byung su của các ngươi muốn nắm hết nguồn nước ở Chosun này hay sao? Là để dùng vào việc cứu bách tính. Cho dù ta có quyết định nên làm điều đó thì các quan đại thần cũng không đồng ý với mong muốn của ngươi đâu. Hôm nay trong cuộc họp, các quan đại thần đã thống nhất xây dựng sở thủy cục. Vậy cho nên hoàng thượng chỉ cần tỏ ra đồng ý với bọn họ là được rồi. Cho dù chúng ta có xây dựng nó, ngươi cũng không thể nắm độc quyền cung cấp nước được. Nhưng thay vào đó ta sẽ cho ngươi được có thêm một số đặc quyền. Như vậy đã đủ với ngươi rồi. Đã quên rồi hay sao? Là ai đã giúp cho ngươi trở thành hoàng thượng, nắm lấy quyền lực? Ngươi hãy suy nghĩ một chút tới hoàng phi của mình. Nếu như nó phải mất mạng thì không phải sẽ thật là đáng tiếc hay sao? Thần cũng không muốn ra tay giết vị hoàng tử đầu tiên đâu. Thần thật lòng không muốn. Tương lai của Hoàng Nhi ngài sẽ gia nhập hội Byung su chúng ta. Người ấy sẽ trở thành rương cột cho chúng ta. Người nói sao hả? Ở đây chính là thuốc giải. Trước tiên hãy cho ta quyền cung cấp nước, và người hãy để cho hoàng tử gia nhập hội của chúng ta. Thần có một thỉnh cầu thưa điện hạ, mong điện hạ hãy xem xét kỹ lại. Cần phải duy trì các dòng sông để đề phòng trường hợp khi lũ lụt kéo tới. Tuy nhiên ta lại không có nguồn đáng tin để xây dựng. Thưa điện hạ, người nghĩ sao về việc xây dựng sở thủy cục, giao cho hội Byung su nhận trách nhiệm về việc xây dựng này? Không biết ý người ra sao. Ta đã nói rõ với các ngươi rồi không phải hay sao? Ta cho phép các ngươi được quyền xây dựng sở thủy cục. Chúng thần tạ ơn Hoàng thượng. Đây là thuốc giải độc, lấy cho hoàng tử dùng đi, mau lên. Thần rất tiếc thưa điện hạ. Điện hạ. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Điện hạ, hoàng tử còn sống thưa điện hạ. Điện hạ, con trai đầu của người, hoàng tử đầu lòng của người đã được cứu sống rồi. Ta thật tự hào. Ta tự hào lắm, tự hào lắm. Hoàng Nhi của ta. Hoàng Nhi. Hải Nhi. Khi kháng độc vết thương của ngày ấy đổi sang màu hồng, nếu như ngày ấy có dấu hiệu nhiễm độc trở lại, thì sẽ có hiện tượng vết thương lại chuyển sang màu sẫm hơn như lúc nãy khi hoàng tử trong cơn nguy kịch. Đa tạ trời đất, hoàng tử thật may mắn. Ngài ấy thật may mắn khi mang trong mình dòng máu được kế thừa từ cha mẹ, với thuốc giải đã trở thành bách độc bất xâm. Thần xin chúc mừng người điện hạ. Vậy sao? Ta đã hiểu rồi. Con sẽ không bị sao nữa. Trời cao đã bảo vệ cho con. Con sẽ không bị gì nữa.